Ngày 23 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hà Nội, Huế, Sài Gòn kết nghĩa, dự kiến tỉnh sẽ xây dựng công viên Hà Nội, Huế, Sài Gòn trên tại công viên nước Hồ Thủy Tiên. Công viên này rộng hơn 49 ha, nằm trên đồi Thiên An, nơi có rừng thông đặc dụng thơ mộng bao quanh và được ví như Hà Nội giữa lòng phố Huế. Hiện nay công viên này còn sót lại vài công trình do công ty Hà Cô Huế làm chủ xây dựng từ đầu thập niên 2000. Do dự án đầu tư không đồng bộ, theo kiểu chấp phá nên hoạt động kém hiệu quả. Đến cuối năm 2011 thì đóng cửa để nghiên cứu lập dự án mới. Điểm nhấn của công viên này là tòa nhà hình con rồng khổng lồ, cao chừng 50m, cuộn tròn, chầu ngay chính giữa công viên nước. Trước Tết Nguyên đán 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế dự định phá dỡ mô hình con rồng khổng lồ này để bàn giao mặt bằng công viên cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế quản lý. Tuy nhiên, quá trình tháo dỡ đã được ngưng lại sau khi phần lớn người dân đề nghị giữ lại mô hình này như một điểm nhấn du lịch của xứ Huế. Ông Bình cho biết thêm, hiện nay tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Huế xây dựng phương án cụ thể xây dựng công viên Hà Nội, Huế Sài Gòn để báo cáo lên tỉnh trong thời gian sớm nhất.